Bà mẹ nuôi của Thư chính thức lên tiếng sau nhiều ngày nghe được mẹ ruột và Thư và phía bên gia đình của Cường nhiều lần vu khống bịa đặt những điều không có sự thật. Đôi lúc bà nghĩ bà ức tới phát khóc, tuy rằng quá khứ trước đây không mấy gì đẹp đẽ, nhưng ít nhiều bà là cũng là một con người có đạo đức, có tình người, dám nhận một đứa bé nuôi để nó lớn lên. Còn về cái chỗ bà mẹ ruột, đó là con gà tre, tên ngày xưa để đi làm quán thì lên khua môi múa mép, nói đủ thứ chuyện trên đời. Để rồi ngày hôm nay bà Loan chính thức lên tiếng đáp trả những gì nó nói đều không có sự thật. Mời tất cả cô chú anh chị xem video để rõ thêm chi tiết. Dạ, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các bạn. Trước mặt quý vị đây là chị Loan. Mà chị Loan được mệnh danh là mẹ nuôi của em Thư đó, mà lùm xùm trong mạng xã hội mấy ngày hôm qua. À, đó thì bây giờ cô chú anh chị biết rằng là chị Loan cũng mấy bữa nay thì chị Loan cũng rất là muốn chia sẻ đôi điều khi chị Loan nhìn được các clip của em Quyền đó, em lên em chia sẻ trên cộng đồng mà có những cái mà không có đúng mà coi như là sự thật. À, chị Loan ngày hôm nay là chị cũng lên chị đính chính một số đôi điều. Dạ em chào chị Loan nha. Chào. Dạ. Chú đây, trước hết rồi cũng chào trên cộng đồng mạng. Dạ. Sao chưa nói rồi thấy muốn nghẹn ngào, muốn rơi nước mắt rồi chị Loan. Ức chế rồi hả? Hồi chưa gì muốn khóc rồi bà, từ từ. Trời ơi. À, chị thấy là mấy ngày hôm nay đó là thấy mẹ của bé Thư á, là em Quyền đó, là lên cộng đồng mạng đó, nói về những cái mà cái chia sẻ đó là nói là vấn đề là không có là nhận 2 triệu, nhận 2 triệu đưa ngược lại cho chị, đó là có vấn đề đó không chị? Không có. Như trước hết đó là nó cho con Út Lùng, rồi mấy cho quay qua anh Sao Hành, rồi mấy cho lại tôi, mà cho mấy người kia thì mấy người kia không có cho tiền nó. Còn tôi thì tôi thấy nó là sanh đẻ, rồi tôi có sinh con bé này thì lúc đó tôi thấy nó nhỏ mà nó con nó thì cũng bệnh đau, rồi tôi sợ nó nuôi không biết nhỏ này có sống hay không. Dạ. Rồi tôi cũng nói là thôi đi giờ mày như vậy mày vô làm giấy tờ mày cho đi, thì tôi có cho nó 2 triệu. Dạ. Thì nó đưa tôi đưa qua tay nó thì nó vô nó làm giấy tờ cho tôi, là làm giấy tay thì cũng 3-4 người xác nhận cho tôi, thì nó lấy 2 triệu là nó đi luôn chứ nó không có đưa tiền lại tôi. Vậy nó nói trên cộng đồng mạng là nó đưa tiền lại cho tôi và tôi lấy tiền để mua sữa cho con nó, thực tế là không có. Dạ. Tôi thì tôi nghe cái chuyện đó tôi cũng muốn xúc thiệt, tôi nghĩ tôi cứu con nó sống tới ngày hôm nay, nên nó biết là con nó bệnh đó, mà tôi nuôi con nó sống tới ngày hôm nay mà bây giờ nó trở quay trở lại ngược lên nó cắn tôi cái đau đớn luôn thiệt. Nhưng mà chị nói là chị nói bệnh đó là hồi nhỏ là bé Thư nó bệnh rồi hả? Bệnh rồi. Bệnh hồi mẹ nó cho qua đó là mẹ con bé Thư là có bệnh rồi. À. Mà tôi thấy tôi sợ nó là nuôi nó nhỏ nó nuôi con này sợ không sống nổi. À. Ra tôi mới thấy vậy tôi mới cứu người. Nó dạ. Nói kệ đi. Bây giờ nó bệnh mà tôi cũng xin tôi nuôi đại. Ví dụ tôi nói trong bụng kệ, thí dụ tôi có tiền nhiều khả năng tôi lo, thí dụ như sống là được thì tôi nuôi luôn tới lớn, còn miễn chết thì thôi chứ giờ tôi cũng không biết làm sao. Dạ. Sợ để bỏ rồi nhỏ này nó chết tôi nghiệp. Dạ. Rồi tôi mới đi mần mụn rồi tôi nuôi nó tới ngày hôm nay, thì tôi cũng nhờ người ta giữ rồi cho tôi nuôi đó. Nuôi nó sống tới ngày hôm nay nó được hành hạ. Bao nhiêu cái vất vả gì ha. Dạ. Nhưng mà bé Thư nó nói là có cái những cái vết sẹo mà trên cái chân nó là chị nó nói là chị do ép nó đi tiếp khách rồi đó. Là có không chị? Không, dụ con bé Thư là từ đó giờ tôi nói thiệt. Tôi ngồi giữa trời, tôi nói không có nói thêm bớt. Cái chuyện gì con bé Thư nói là thực tế là không bao giờ có những chuyện gì hết. Còn bên giờ tôi cũng nói trên cộng đồng mạng vậy luôn, tôi cũng sẵn nói luôn. Là bên phía bên chị Hai anh Cường với mẹ anh Cường. Dạ. Đó. Là nói đặt điều cho tôi những gì là tôi cũng không có luôn. Cái đó tôi nói thiệt. Dạ. Cái đó là bên đó là Diễn nói thôi, chứ còn tôi ngoài ra cái vụ mà nói đòi 150 triệu với 2 cây vàng đồ tôi cũng không có luôn. Dạ. Không, nhưng cái đoạn ghi âm, trong cái đoạn ghi âm đó là bữa là bật lên là mọi người rất là nhiều người nghe nói rằng là đưa cho chị phải 50 triệu. Còn không là Cường vô trong đó là cái đoạn ghi âm đó em có nghe, em có chia sẻ lên đó chị. Là nói là giờ co đưa cho cô 50 triệu thì cô ký bãi nại, còn không thì là Cường đi tù này kia kia nọ.
7 năm rồi, rồi mai mốt nó bị, nói chung là bị đánh rồi này kia kia nọ. Nó còn hơn cái đó nữa là cái đoạn ghi âm đó em có nghe. Có, tôi có nói, có sao tôi nói vậy. Dạ. Như vậy nè, để tôi kể hết cho nghe cái sự này. Trước khi á, là con Hằng Cường đó dắt thân bé Thư đi, thì tôi cũng đi tìm tới anh vệ sĩ Hải rồi tùm lum hết trơn. Dạ. Thì sau này tôi về thì nó nghe, thì nó mới điện về, mẹ ơi giờ con theo anh Cường rồi. Tôi mới hỏi là ở đâu, nó là ở Sóc Trăng. Rồi nói để cha mẹ của nó là cất nhà là đang tô. Dạ. Thì bây giờ xây thì để xong rồi lên nói. Thì mấy đứa, hai đứa đó thì tôi bệnh là sửa sản đi nhà thương mổ. Thì không có ai để nuôi. Tôi mới nói thôi giờ con vậy, tôi tính điện, con nó điện về tôi cũng mừng. Tôi nói thôi giờ con có mấy thì đi về đặng nuôi mẹ. Thì trong khi đó tôi điện thì nó không có bắt máy nữa, bởi vì nó lấy cái máy của ông già của ông Cường điện cho tôi. Em tôi mới xuống lấy ra điện thì có cho hay vậy đó, rồi hai đứa lóc tốt về là khoảng 3-4 giờ đó. Thì tôi cũng vô, tôi cũng nấu cơm cho ăn rồi thì hai đứa đó tôi cũng có nói với Cường, con có thương Thư thiệt không? Chị nói là thương thiệt, thôi giờ con thương thiệt thì giờ vậy gì cũng nói cho con nghe. Con thương Thư thiệt thì bây giờ con cũng ở chơi với Thư thì ở mà 2-3 ngày đi, rồi con về rồi nói với cha mẹ cất nhà xong rồi lên mình nói với cha với dì với mẹ con nói chuyện phải quấy với nhau. Dạ. Tôi có nói như vậy rồi nó cũng dạ. Thì trong khi đó là mới kêu cái anh Phúc này nè, anh chở nó gì dưới ngủ giùm đi, chứ ở đây thì bị gì, nhà tôi thì nhà mướn, rồi tối nhà lỡ như công an rồi lại ta kiểm tra rồi đó. Thì tôi sợ rồi anh Phúc này anh mới chở gì với nhà ngủ. Thì được 3 đêm, đêm thứ tư thì nó lấy xe người ta nó đi luôn. Thì tôi cũng có điện cho ông già Cường hay là giờ Cường nó lấy xe đi của người ta đi vậy. Ông nói tại sao chị chờ hồi nó lại chị không báo, rồi giờ lấy xe sao chị không báo công an, chị đi báo tôi. Ông nói vậy đó. Tôi nói thì không, tôi phải nói cho anh biết trước. Rồi tới giờ bà đi tới sau, tôi thấy sao lâu ông này ông lên ông đòi xe, ông nói là con tôi là đi lấy xe của ổng vậy thì tôi phải đền. Và tôi mới nói là bây giờ tôi không có tiền đền, bây giờ á anh đi theo tôi, bị nó chỉ chỗ đó thì giờ đi kiếm. Thì kiếm mình gặp ở đâu thì gặp nó thì giờ mình đòi chiếc xe chứ giờ tôi đâu có tiền đâu tôi trả. Thì đi xuống dưới đó thì tôi không có vô nhà. Tôi đem lại ngay cái xã đó thì trong khi đó mấy chú công an đó thì lấy cái tấm hình hai đứa nó ra. Thì người ta mới thấy vậy người ta mới vô, vô người ta mới chở nó ra. Dạ. Tôi có chưa vô nhà luôn nghe, không biết nhà luôn. Rồi vô nhà chở nó ra, thì trong khi đó mới hỏi thằng Cường, mày ốm gài mày đi đâu? Thằng Cường trả lời nó nói đi thành phố. Rồi hỏi mày đi thành phố mà mày có dắt con bé Thư nào về nhà mày không? Thì nó trả lời đó là có. Rồi nó có thì trong khi đó thì công an người ta mới hỏi nó là giờ bé Thư đâu, nó nói là bé Thư đi Đồng Nai rồi, đi đám với ông già nó. Đó thì cái chú đó nói thôi gì cũng nói nhỏ nhẹ đi, rồi kêu nó đem bé Thư về để đây, rồi nhiều khi nó chở bé Thư đi luôn. Yeah. Cũng sợ, tôi cũng không dám sợ cọ chở con tôi đi mất, tôi không dám nói nữa. Cái sau khoảng nửa tiếng sau con Thư nó điện tôi, mẹ mẹ bộ mẹ báo công an bắt Cường hay gì đó. Cái tôi nói ừ vậy chứ ai đứa đi lấy xe của người ta mà bây giờ không đem về trả, giờ cậu Phúc có kêu mẹ là phải trả tiền trả xe cho cậu Phúc rồi mẹ xe đâu mày trả. Yeah. Rồi mới nó nói rồi giờ con ở đâu, nó nói con ở trong nhà Cường đem xe vô hứa con. Thì cái tôi mới vô tôi nói với cái chú công an đó, thì chú công an đó mới xách xe là kêu tôi với cái ông mất xe này nè là đi chạy theo đi vô chổng. Thì đi vô thì tới cái khúc đường thì thấy nó đi ngoài lộ chứ mình không biết nhà là ở đâu. Đó rồi thì ra thì tự vô nó khai, thì hỏi nó nhiêu tuổi thì nó nói 12 tuổi. Rồi tới chừng á, nói 12 rồi, tới hồi cái nghe một cuộc điện thoại của con chị hai của ông Cường. Điện với nó là nó nói chú ơi cho con ra ngoài nói chuyện chút nha. Thì cái anh công an đó anh nói là ừ, là cái anh công an đó hình như là công an huyện hay gì đó chứ không phải là ở xã đó. Đây ra ngoài nó nói chuyện, thì tôi cũng nghe văng vẳng là cái gì 18 thì tôi không có biết. Tới chừng nó giỏi vô thì nó nói là nó 18 tuổi. Đó. Nó nói 18 tuổi thì người ta mới hỏi là bây giờ nếu mà 18 tuổi mà con có giấy không? Rồi nó nói không.
Rồi cái chú công an đó mới hỏi, ủa chị nó khai nó 12 tuổi mà chị có giấy khai sinh nó không? Tôi nói có. Tôi mới xách giấy khai sinh tôi đưa cho coi. Thì từ cái chỗ đó là người ta mới lập biên bản rồi tự người ta làm luôn. Chứ tôi cái vụ thưa tôi chưa có làm cái giấy thưa. Tức là chị không có thưa. Không, tôi không có làm giấy thưa. Chị đến báo là thằng Cường nó có lấy xe như vậy thôi. Đúng rồi đó. Rồi dắt theo con tôi nữa. Đó, rồi sau bắt đầu công an mời làm việc rồi đâu người ta hỏi hỏi lát người ta làm người ta lập biên bản luôn gì. Hai đứa ra rồi khai ở đâu vậy đó. À tự tôi nó khai thôi gì. Chứ tôi đâu có làm đơn thưa gì đâu. À. Không có làm đơn thưa cái gì hết trơn luôn. Đó. Có cái là tôi cái đợt sau này á là có cái ông Út là ông qua bển thì cái nó nói là chiếc xe đó là để nó đền cho ông 10 triệu. Thằng Cường á nó ngay ông đó. Là chờ đền cho 10 triệu mà sao mà ổng đi xuống mấy lần nó cũng làm thinh nó ổng nói ổng gì chở số tiền xe. Rồi ổng mới nói là như vậy, ổng nói sao mà bà ông này thì cũng hiền, rồi tôi thì cũng hiền mà tôi nói thôi anh hỏi đi xe của anh hỏi đi. Ổng nói sẵn bị gì vô công an thì làm việc rồi có mình tôi à, ổng đâu có vô được. Thì tôi cũng có nhắc cái vụ chiếc xe. Thì tôi nói thì cái anh đó ổng mới nói là nó nói là xe nó là bây giờ bị giao thông bắt rồi. Rồi sau cái một chuyến sau nữa thì xuống thì anh công an đó ảnh đưa cái giấy xe cái giấy mà công giao thông bắt đưa đó. Nhưng nói chung là biên bản ha. Ừ, là mới đưa cho ông này về biểu ông này đi chuộc xe đi. Thằng này nó cũng nghèo rồi nó không có tiền chuộc. Rồi ổng không nói. Mà hồi ở dưới đó thì ông cũng không có nói. Rồi về trên nhà tôi cái ông biểu tôi đưa tiền cho ổng đi chuộc xe. Tôi hỏi tiền gì cái ông ấy công an đưa giấy thằng Cường nó đưa bị bắt xe nè. Kêu về chuộc. Tôi nói trời ơi sao hồi đó sao ông kêu người ta đưa giấy thì đưa tiền cho chuộc chứ giờ về đương không đi kiếm làm gì kiếm cho đã. Rồi giờ có giấy mà kêu tôi chuộc nữa tiền đâu tôi chuộc. Đó tôi có nói như vậy. Thì bây giờ nè, tôi cũng nói kể từ đầu đuôi vậy cho nghe thôi. Còn con Quyền, chị cũng nhắn với cưng như vậy ha. Đầu tiên là cưng cho là Út Lùng rồi tới anh Sáu. Mà cưng cho chị thì chị cũng có thấy cưng. Thì cái này chị cũng không phải là mua bán gì. Cưng cũng không phải bán mà chị cũng không phải mua. Tự vì con có cưng bệnh thì chị cũng nghĩ là sợ cưng á. Là nuôi con bé Thư này nó không có sống nổi. Thì từ cái chỗ đó chị mới xin chị về chị nuôi nó sống nó được là hành hà đó được lớn đó. Thì bây giờ nó vô khống chị là nó nói chị nói đồ này kia em. Thì bây giờ cưng á hỏi kỹ lại nó đi. Nếu mà nó như vậy ừ giờ chị bắt nó làm gái ở đâu nhà trọ nào cưng cứ việc cưng nghiêm nó dắt nó về ở địa phương chị rồi dắt đi lại nhà trọ nào đó là phải nhận xét ra ừ coi có hay không. Nếu chị có chị tội chị tội là dưới pháp luật. Còn nếu không có hen là cưng phải hỏi cho nó gành đàng hoàng nha. Đó, nếu mà không có là chị cũng phải làm một cái lá đơn lại cho nhà nước xử lý lớn theo lớn, nhỏ theo nhỏ cho chị. Đó. Nước không nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị. Ha, ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì. Ha, cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhào, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình. À cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè. Đó, những người mà bị coi như là thể thao chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ hay qua là phù nề sưng rồi đó. Thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu bầm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu sô bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn. Coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa, một chai này, một chai nhào là 300.000. Còn chai rượu so bóp 135.000 cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.